Mến chào các bạn đang đến với câu chuyện Tôi đến mượn cái bật lửa của tác giả Phù Chít. Chuyện đang được phát trên khung giờ 20 giờ hàng ngày trên Audio Đam Mỹ Thượng Truyện. Tập 16. Lâm Thành Bộ lái xe rời khỏi cầu trầm cũng đã là hơn 9 giờ. Ban đêm ở nông thôn tối hơn bình thường, ngược lại bầu trời lại chỉ chít các vì sao rực rỡ. Lúc lái xe tới gần cầu trầm Trấn Tiểu Giang thì bốn phía cũng đã tối om, ở trên trấn không có hoạt động gì về đêm. Ở quảng trường trung tâm của trấn cũng có người hát karaoke ngoài trời. Có điều tới 9 giờ cũng đã giải tán hết. Lâm Thành Bộ dừng xe ở ven một đoạn đường vắng vẻ, chờ một điếu thuốc, giống như cũng nằm mơ vậy. Em là bạn trai anh, còn có một cái hôn nữa. Còn có bữa ăn yên ổn mặc dù không nói mấy câu, bánh gà tổ ăn không ngon quá ngọt. Đại đầu nói quá nhiều, vừa ăn vừa nói chung mọi chuyện đều rất thoải mái. Ăn cơm tối xong Nguyên Ngọ cũng chẳng nói gì, Lâm Thành Bộ cũng chẳng nói. Sau khi đã đại đầu trở về thuyền nhà nó, Lâm Thành Bộ và Nguyên Ngọ cùng ngồi với nhau ở đuôi thuyền. Nguyên Ngọ nói hắn phải về rồi thì hắn mới đành phải lái xe đi, giống như nằm mơ vậy. Lâm Thành Bộ dựa vào ghế lái, nhìn cả bầu trời sao bên ngoài cửa sổ. Trấn Tiểu Giang giống như một tòa trấn bỏ hoang vắng vẻ, khiến cho con người ta cảm thấy nếu đi về phía trước, đi qua yên tĩnh và bóng đêm sẽ bước sang một thế giới khác. Ở thế giới này, hắn cùng với Nguyên Ngọ đánh một trận hôn, một cái ăn một bữa cơm, trở lại thế giới khác kia thì sẽ tỉnh mộng về với thực tại, không nỡ một chút nào. Lâm Thành Bộ cũng thở dài, xuôi thuốc rồi tiếp tục lái xe đi. Lái xe về tới ngoài ô, hắn chọn một chỗ bên đường rồi dừng lại, gọi điện thoại cho Giang Thường Vũ. Đến chưa? Đến chờ vật liệu xây dựng cửa đông rồi. Giang Thường Vũ chắc đang ngậm thuốc lá, giọng nói nhiều nhiều cũng chẳng rõ. Cậu đang ở chỗ nào đấy? Anh đứng ở cửa đông đợi em đi, em đang tới 2 phút. Lâm Thành Bộ đáp. Trước khi ra ngoài, hắn đã gọi cho Giang Thừa Phú bắt xe tới đón hắn. Giang Thừa Phú lúc ấy còn đang ở quán bar, không tự nguyện lắm. Lâm Thành Bộ cảm giác chắc mình lại phá hỏng đoạn xào đầu cuộc hẹn chỉnh xào của hắn rồi. Mặt mũi hớn hở nhỉ? Giang Thừa Phú sau khi lên xe nhìn hắn rồi cười nói. Vậy hả? Lâm Thành Bộ quay ra cửa kính nhìn một cái, nhưng không nhìn ra được sắc mặt của mình. Uống bao nhiêu mà anh phải đi đón? Giang Thừa Phú lái xe về phía thành phố. Hai trái, Lâm Thành Bộ đáp. Khi đạch. Giang Thừa Phú vui rồi. Có anh chạy đến tận đây mà cậu nói uống có hai trái. Vì bia như nào chắc còn chưa nếm ra đó. Làm lỡ chuyện của anh hả? Lâm Thành Bộ liếc sang. Không, Giang Thừa Phú nói. Cả ngày cậu lại nhảy Nguyên Ngọ dài, Nguyên Ngọ ngắn. Anh nghe xong cũng chẳng có tâm tình làm chuyện lớn nữa. Em nói dài dài ngắn ngắn cũng có đứng trước mặt anh lại nhảy đâu. Lâm Thành Bộ dựa vào chỗ ngồi. Em từ chối cõng quà này rồi. Giang Thừa Phú cũng cười. Hôm nay sinh nhật tổ chức thế nào? Cũng đầy đủ. Lâm Thành Bộ nhớ lại buổi tối hôm nay tâm trạng đột nhiên tốt hẳn lên. Cũng cảm nhận được sắc mặt của mình chắc chắn không tệ. Vậy tháng sau sinh nhật cậu ở với anh nhé. Giang Thừa Phú hỏi, dù sao cũng tổ chức với Nguyên Ngọ xong rồi, cậu mà còn mà dám nói với cậu ta tổ chức thêm lần nữa. Em không ở một mình với anh đâu, Lâm Thành Bộ nói. Anh nói muốn tổ chức riêng với cậu hả? Nói thật là anh chẳng dám ở riêng với cậu đâu, không hầu được. Giang Thừa Phú cũng suy một tiếng, còn mấy đứa Dương Huy tới chơi đi. Được, Lâm Thành Bộ cũng cười cười. Giang Thừa Phú đưa hắn về tới dưới tầng. Lúc xuống xe, Giang Thừa Phú gọi hắn lại. Anh nhắc nhở cái này. Chuyện gì? Lâm Thành Bộ nhìn hắn. Cảm giác tâm trạng cậu hôm nay hơi hưng phấn quá mức, chắc là làm cái gì được đúng không? Giang Thừa Phú nói, nếu như có một ngày cậu ta không ở trong trạng thái này, cậu cẩn thận đừng làm hỏng mọi chuyện. Lâm Thành Bộ im lặng một lúc. Em biết. Lời nói của Giang Thừa Phú không sai, đây chính là nguồn gốc của một chút bất an bên trong hưng phấn của đêm nay. Không thể nói Nguyên Ngọ mất trí nhớ, thế nhưng chuyện cô chính xác là không nhớ. Nếu như có một ngày y trở lại trạng thái bình thường, những gì hắn cố được ngày hôm nay không biết sẽ đi về đâu. Hắn vào nhà ngã phịch lên ghế sofa, nhìn chằm chằm tivi đang tắt mà ngây người. Cái chừng mực này sao cứ bắt bí hắn vậy?
Hai ngày hôm nay hắn không đến cầu Trầm, phải đi làm tới cuối tuần còn nhiều việc hơn. Dù sao cũng lâu rồi không về thăm cha mẹ, phải về nhà lính chết đã. Hai ngày hôm nay hễ điện thoại di động vừa vang lên là hắn sẽ mong đợi. Bất kể hậu quả như thế nào thì hắn cũng đã cưỡng ép cái gan cái danh bạn trai Nguyên Ngọ đến người của mình rồi. Mặc dù khó giải thích nhưng vẫn mơ hồ mong rằng Nguyên Ngọ có thể tiếp nhận cái danh này. Hy vọng y sẽ tự xưng nhảy số gọi điện thoại cho mình. Chẳng qua điện thoại kêu rất nhiều lần nhưng không lần nào là của Nguyên Ngọ. Cứ vướng bận xoắn suýt như sắp đền thành cái nút thắt nghệ thuật luôn rồi. Lâm Thành Bộ chọn cái ngày mà Lâm Tuệ Ngữ không ở nhà để về nhà. Cha mẹ hắn chắc chắn mắng hắn, còn thêm cả Lâm Tuệ Ngữ nữa thì hắn không đỡ được. Mấy tháng trời không vác cái mặt về nhà, không hiểu bận biểu cái gì chứ. Quả nhìn vừa ăn cơm xong thì mẹ đã bắt đầu. Con trai nhà người ta ra rước con dâu về thì mới quên mất mẹ, con nhà mình thì chay chân đầy đủ, vợ không có chó không nuôi cũng chẳng nhớ gì đến tôi. Con bận mà. Lâm Thành Bộ cầm điếu thuốc rồi ấn điều khiển tivi nhấn nút. Anh thì bận cái gì? Làm đầu bếp có cái gì mà bận chứ? Cha ở bên cạnh cũng cằn nhằn. Đầu bếp cũng có việc chứ, con phải nghiên cứu công thức nấu ăn này. Lâm Thành Bộ cực nhẹ đáp. Thôi đủ rồi. Mẹ thở dài. Đừng tưởng cha mẹ mày không nói gì thì lần nào cũng nghĩ là gạt được. Thật ra chẳng qua mắt được lần nào đâu. Đi đêm lắm có ngày gặp ma đấy. Lâm Thành Bộ khóe miệng cũng dần dật không đáp. Nói mày đấy đúng là ngốc. Có tay có chân sao không làm với việc bình thường hả? Nhỏ không chơi thì già hối hận đó mẹ. Lâm Thành Bộ đáp. Đừng có coi thường cha mẹ mày ít học. Mẹ tiếp tục cào xòm. Mày cũng có còn bé bỏng gì nữa đâu. Lớn tướng rồi còn nhận mình nhỏ, không thấy ngựa mồm hả? Lâm Thành Bộ cũng tiếp tục im lặng. Ngày ngày bám dính lấy người kia, mẹ muốn hỏi mày đã thế là xong chưa? Mẹ cũng bắt đầu tức giận rồi. Chưa. Lâm Thành Bộ đáp. Mày tính cột mình với cái chuyện đấy luôn phải không? Mẹ trợn mắt nhìn hắn. Dù sao cũng rảnh mà. Lâm Thành Bộ nói, còn đâu có việc gì khác. Mày định rảnh tới bao giờ? Chắc rảnh cả đời đấy luôn mất á. Nhiệm vụ của mày là làm cho ba mẹ tức chết luôn đúng không? Mẹ cầm lì nước lên hắt xuống dậy hắn. Mẹ à. Lâm Thành Bộ lại thở dài. Thông cảm cho con chút được không? Con không cướp của giết người, ngoài trừ việc học mái không lên được thì vẫn là đứa đàng hoàng tử tế. Có chuyện cần làm mà con cũng tình nguyện làm, thông cảm cho nhau chút đi mà. Mẹ lo lắng cho anh thôi. Trà đáp, sợ anh lại như con thiêu thân không biết điểm dừng. Còn đâu có ngốc. Lâm Thành Bộ đáp. Mày ngu số 2 thì không ai dám là số 1 đâu. Mẹ lại chỉ trỏ hắn. Kể nó chỉ số thông minh của đứa con là do người mẹ quyết định. Lâm Thành Bộ cũng bật cười. Mày đừng có trả chê với tao. Mẹ lại gào lên. Chỉ với ba mẹ thì mới dám trêu chọc thôi. Lâm Thành Bộ đứng lên sau lưng của mẹ bóp vai cho bà. Mẹ nói còn chẳng còn bé bỏng gì rồi. Bà ai cũng qua lại trêu chọc cũng đâu có được. Mẹ chỉ biết thở dài thườn thượt. Sau khi ra khỏi nhà cha mẹ, Lâm Thành Bộ đứng bên đường hút thuốc. Chuyện này đã xong chưa? Vấn đề này hắn cũng từ từng hỏi chính mình. Nếu cả đời này Nguyên Ngọ cứ như vậy, hắn nên làm thế nào? Hắn thích Nguyên Ngọ trong cái thích này vừa có tán thưởng vừa có trầm mê, mà cũng có cả dục vọng cầu không được chồn chung vào với nhau, mà hắn thấy thật bền thật vững chãi. Chẳng qua nếu như Nguyên Ngọ cả đời này cứ như vậy thật, hắn không biết phần tình cảm này có thể chống đỡ được cả đời không. Nhưng nếu như không quan tâm nữa, có ai để ý tới sự tồn tại của Nguyên Ngọ nữa không? Nghĩ tới đây hắn lại đau lòng, điển hình của một fanboy gà mẹ đang tự đấu tranh tư tưởng. Sau khi về tới nhà, hắn mở máy tính ra, trầm thuốc mở vào chuyên mục của Hình Thiên. Chương mới hôm nay cũng đã lên rồi, Lâm Thành Bộ không xen vào, nhìn tên chương hắn thì đã biết nội dung là gì. Phía cuối con đường dường như không có ánh sáng, kiểu tên chương tràn đầy u ám không giống một tên chương là phong cách viết tiểu thuyết của Hình Thiên. Từ lâu lắm rồi Lâm Thành Bộ cảm thấy chỗ đáng sợ của những câu chuyện này không phải ở cái thần bí hay ma quỷ mà là tới từ tác giả. Anh đi đâu vậy? Lâm Thành Bộ ngậm điếu thuốc lá nhìn chằm chằm trang chủ. Hút điếu thuốc xong hắn mở phần tìm kiếm trên mạng nhập mấy chữ, cười hết một chén rượu rồi từ từ xem kết quả.
Lâm Thành Bồ cảm giác quyển A4 kia thì đã rất lâu lắm rồi hắn không đọc nhiều chữ như vậy. Xem được có mấy trang cũng đã khô hết cả mắt. Hơn nữa ngồi cũng khó chịu, chỗ nào cũng không thoải mái, đầu còn choáng váng ong ong. Khổ nỗi của người mù chứ. Lâm Thành Bồ đứng dậy đi vào tủ lạnh lấy được hộp sữa chua hôm qua chưa uống hết ra hớp mấy hớp. Đi mấy vòng trong phòng ngoài rồi xoay về trước máy tính tiếp tục đọc ngang tiếp theo. Thật ra hắn không biết rốt cuộc bản thân đang tìm cái gì. Hắn chỉ biết ID này hiện tại là Nguyên Ngọ đang dùng. Như vậy ID này có lẽ vẫn được sử dụng ở chỗ nào đó, có thể tìm được đầu mối gì đấy. Lật tới mấy chục trang sau, tay cầm chuột của Lâm Thành Bồ rốt cuộc cũng ngừng lại, ấn vào một dòng kết quả. Đây là một cái tin nhắn lại, nhìn ngày tháng chỉ 2-3 năm không có tin mới, dường như là một diễn đàn đã không dùng nhiều năm. Trang web không vào được nữa, trang thông báo cũng không có ai vào. Trên nền một cái tin nhắn mới nhất, ID là cởi hết một chén rượu. Nội dung bên dưới chỉ có một câu rất đơn giản, tôi quyết định vẫn nên đi. Lâm Thành Bồ nhìn chằm chằm thời gian lời nhắn lại rất lâu, tầm vào khoảng 2 năm trước, hắn lại nhìn xuống một lời nhắn khác sớm hơn lời nhắn này khoảng 3 năm trước. Hắn dẹp công thức nấu ăn trong đầu sang một bên, chừa chỗ để suy nghĩ một chút về khoảng thời gian này. Cái dòng thời gian cùng với cái trang web này dừng vào khoảng 3 năm trước, sau đó không có cách nào vào trang web nữa. Nếu muốn vào để nhắn lại chắc chỉ có thể đăng nhập trực tiếp vào tài khoản từng đăng lời nhắn kia. Lời nhắn lại này là vào một năm sau đó. Lâm Thành Bồ đưa ra kết luận này sau đó đã đọc qua một lượt những tin nhắn khác, cảm giác lạnh cả sống lưng. Đây là một diễn đàn ẩn danh không cần đăng ký, bất cứ ai nhập vào một cái ID là có thể nhắn lại. Mà mỗi cái tin nhắn, cả những tin nhắn vui vẻ nhắn lại, nhìn qua đều tràn đầy tuyệt vọng. Lâm Thành Bồ cho dù học hành không tới nơi tới chốn, người không hiểu biết về phương diện này vẫn có thể đoán được ngay lập tức. Hơn nữa còn quỷ thứ nhất trong truyện của Hình Thiên cũng đề cập tới một chỗ tương tự. Đây là địa điểm tập trung bí mật của đám người có khuynh hướng tự sát. Thịt! Lâm Thành Bồ đạp bàn cái ghế trượt về phía sau. Hắn rút thuốc ra châm lửa, hùng hăng hút mấy hơi. Tim đập không ổn định, hắn lại cầm lấy hộp sữa chua uống một hơi hết sạch, tự mình trấn áp cơn hoảng sợ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi bình tĩnh một chút, Lâm Thành Bồ kéo ghế ngồi lại trước máy tính, lướt nhanh xuống dưới xem có lời nhắn nào của cười hết một chén rượu không. Nhưng hắn lại phát hiện diễn đàn này chỉ có thể lưu được trang năm. Ngay cả một diễn đàn cũng hết hy vọng thế này, xóa hết sạch những người đã tồn tại trước đấy. Không biết đã sống hay chết. Cả đêm Lâm Thành Bồ ngủ không yên giấc, trong giấc mơ đều là Nguyên Ngọ không còn nụ cười, ngồi ở đuôi thuyền ngắm mặt nước. Cảnh tượng này làm hắn nửa đêm cũng giật mình tỉnh giấc mấy lần. Buổi sáng thức dậy cảm giác như đêm qua thức trắng. Hắn hôm nay không đi làm, rửa mặt thật nhanh xong liền ra cửa. Hắn phải tới cầu Trầm. Thấy được cái diễn đàn đó khiến hắn muốn ở bên cạnh Nguyên Ngọ, không cần nói chuyện, không cần trao đổi gì cả. Chỉ cần có thể thấy Nguyên Ngọ là được. Lúc đi ngang qua chợ nhỏ bên dưới tầng, hắn chạy như bay vào một cuộn hàng bán đồ áo và các bác gái, với một đống rau tươi và thịt, còn có hoa quả, sau đó lại sang siêu thị bên cạnh điểm tâm, vội vã xách lên xe. Ra khỏi thành phố giới hạn tốc độ 80 km/h, hắn liên tục tăng tốc tới 80 km, gần tới trấn Tiểu Giang mới giảm tốc độ. Không khí bên này cũng khá hơn nhiều. Lâm Thành Bồ tắt điều hòa trong xe, hạ cửa kính xuống, hít đầy mấy hơi không khí tươi mát. Di động hắn ném ở ghế phụ đột nhiên reo vang. Nhìn lướt qua số điện thoại, hắn nhanh chóng tấp xe vào lề đường, cầm lấy điện thoại nhận cuộc gọi của Đại Đầu. Tôi là mẹ của Đại Đầu. Bên kia truyền tới một giọng nữ mang theo khẩu âm địa phương. Cậu có phải là bạn của Tiểu Ngọ không? Lâm Thành Bồ ngẩn người đáp. Đúng rồi ạ. Mẹ của Đại Đầu sứa màu lùng mờ mịt, hắn đột nhiên thấy sợ. Sao vậy, anh ấy có chuyện gì sao ạ? Mẹ của Đại Đầu là một người phụ nữ nông thôn ngay thẳng, nói chuyện không có lèo lái hay uyển chuyển, giọng còn rất to. Trời còn chưa sáng cậu ta đã nhảy xong rồi. Tiếng nói vàng bên tai của Lâm Thành Bồ giống như tiếng nổ vậy, khiến Lâm Thành Bồ nhảy sừng lên, đầu đụng vào trần xe hắn gào lên. Sao cơ? Chưa chết, cậu sang đây coi xem một lúc xem, bây giờ người thì không sao rồi nhưng không biết có chuyện gì.
Mẹ đại đầu đáp, được, Lâm Thành Bồ nói cả một chuỗi dài liên tiếp, chửa cúp máy đã lái xe về phía cầu trầm. Anh ấy bây giờ sao rồi ạ? Bây giờ đã ngủ rồi. Mẹ đại đầu trả lời. Dạ được, cảm ơn chị, bây giờ tôi đến ngay, tôi đang ở trấn Thiểu Giang. Lâm Thành Bồ nói một câu mà cắn vào đầu lưới tới 3 lần. Cúp điện thoại xong, đầu hắn cũng ong ong, trước mắt hỗn loạn, không chỉ không dừng xe ở điện bên đường một lần nữa, lấy tờ khăn nước lau mặt từ chấn định bản thân. Nhảy sông, Nguyên ngỏ sờ nước như vậy mà lại nhảy sông, nhưng bây giờ không ổn sao cả, không sao, còn ngủ đỡ mà. Thế nào mà vừa mới nhảy sông xong đã ngủ vậy chứ, rốt cuộc là nhảy sông hay đi bơi? Sau khi lấy lại bình tĩnh, Lâm Thành Bồ lấy điện thoại gọi cho Giang Thừa Vũ. Vừa sáng ra, Giang Thừa Vũ giật cả mình. Anh mới vừa chợp mắt có chuyện gì? Ngày hai ngày hôm nay, anh chắc không bận nhỉ? Lâm Thành Bồ nói, em vừa thấy hàng xóm Nguyên Ngọ gọi điện thoại nói anh ấy nhảy sông. Bây giờ em tới đó ngay, không biết có thể có chuyện gì không? Hai ngày nay hôm nay, anh đừng sắp xếp. Được, biết rồi. Giang Thừa Phú phản ứng rất nhanh, cần giúp gì thì gọi điện thoại cho anh, lúc nào cũng được. Cảm ơn anh. Lâm Thành Bồ dập máy. Lần đầu tiên hắn thấy con đường nhỏ từ trấn Thiểu Giang tới cầu trầm khó khăn như vậy, vừa hẹp vừa sắp, nhất là đoạn đường đi rất đất qua làng kia, cũng sắp lòng cả xe. Khó khăn lắm thì mới được tới bến tàu cũ, xe còn chưa dừng hẳn, hắn đã thò đầu ra ngoài nhìn. Bến tàu cũ cũng chẳng có gì lạ thường, không khác gì so với những lần hắn tới, không có người, không có xe, không giống như dấu hiệu phát sinh chuyện gì. Ngay cả đại đầu lúc nào cũng đeo hồ lô chơi ở bến tàu cũng có mặt. Có điều hôm nay nó không ngồi chơi, mà vừa nghe thấy tiếng xe nó đã chạy tới. Anh Tiểu Bộ, nó chạy tới bên cạnh xe gọi. Đại đầu, có chuyện gì vậy? Lâm Thành Bộ xuống xe ngồi xổm trước mặt của nó. Em không biết, em không thấy gì cả. Đại đầu co mày mặt lo lắng. Mẹ không cho em sang đấy nhưng mà anh Tiểu Ngọ đang ngủ. Anh ấy ở một mình trên thuyền hả? Lâm Thành Bồ đứng dậy chạy về phía bên kia. Chú ngốc đang ở đấy. Đại đầu đuổi theo sau lưng hắn. Anh chờ em với. Em đừng qua. Lâm Thành Bồ biết với tình huống này mẹ đại đầu sẽ không cho nhóc qua đó. Em đợi ở đây, anh sẽ kể lại với em. Nghe lời anh đi. Vâng. Đại đầu dò dự rồi ngồi xuống bên cạnh bến tàu. Lâm Thành Bồ nhảy qua những tấm ván bắc ngang mấy con đường chạy tới sát thuyền của Nguyên Ngọ, liếc qua đã thấy tên ngốc đang ngồi ở mũi thuyền. Anh ngốc à? Hắn nhỏ giọng. Còn nhớ tôi không? Lâm Thành Bồ hôm nọ cũng trần truồng. Tên ngốc gật đầu chỉ ở khoang thuyền là một tư thế ngủ. Anh ấy ngủ. Lâm Thành Bồ bước tới trước cửa khoang thuyền nhưng không dám đẩy cửa, chỉ ghé sát nhìn qua khe cửa. Nguyên Ngọ nằm trong khoang thuyền, trên người cũng đắp kín chăn. Lâm Thành Bồ không nhìn rõ mặt cô y, chỉ thấy được mấy lọn tóc rối bời vì ướt. Trong lòng hắn không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay lo lắng cho trạng thái của Nguyên Ngọ lúc này. Nhưng Nguyên Ngọ đang ngủ, hắn không có cách nào hỏi, chỉ có thể quay lại thì thầm hỏi tên ngốc. Có chuyện gì vậy? Tên ngốc nhìn hắn rồi làm động tác quạt nước, sau đó thì không có cách nào biểu đạt nữa. Hắn đứng lên nhảy tới thuyền bên cạnh rồi vẫy tay với Lâm Thành Bồ. Lâm Thành Bồ nhảy theo hắn. Tên ngốc đi tới bể cá bên kia chỉ, sau đó bước qua những cái ghe liên tiếp sang bên đó. Lâm Thành Bồ theo sát tới bên cạnh bể cá. Trong bể cá có 2 công nhân đang tới giờ nghỉ ăn mì. Vừa thấy bọn họ liền đứng dậy, một người trong đó chỉ Lâm Thành Bồ. Còn là bạn cậu ta hả? Thấy nhanh gớm. Có chuyện gì vậy? Lâm Thành Bồ vội vàng hỏi. Hà, tôi cũng không rõ, chẳng biết nói sao, không hiểu anh ta muốn làm gì. Tôi chưa từng thấy anh ta như vậy, cho dù muốn chết thì cũng chưa thấy qua kiểu chết như vậy. Vẻ mặt của thợ thuyền cũng bùi ngùi. Anh ấy làm gì? Lâm Thành Bồ truy hỏi. Nhảy từ trên thuyền thẳng xuống nước mãi không thấy lên. Tên ngốc thấy không ổn nên nhảy xuống, bởi giỏi như thế mà không kéo được anh ta lên. Thợ thuyền có hơi kích động khoa tay. Tôi cũng nhảy xuống theo luôn xem sao. Tay anh ta nắm chặt, nhành răng không thả, kéo cũng không ra. Tôi dùng dao cắt thì mới kéo được anh ta lên. Mà, tôi mà không cầm dao theo thì anh ta không thoát được. Tôi quay lại thuyền lấy dao nữa thì anh ta cũng không chủ được, thiếu chút nữa thì chết. Cậu nói xem, anh ta muốn làm gì chứ? Hôm nay không phải là một ngày trời nóng, nhưng cả người của Lâm Thành Bồ đã ướt đẫm mồ hôi.
Quần áo trên người ướt đẫm, không biết là mồ hôi lạnh hay vì nóng ruột mà đổ mồ hôi. Mấy người thờ thủy nói xong thì lại líu ríu hỏi: "Cậu là bạn anh ta hả? Đó anh ấy hơi có vấn đề sao?" Lâm Thành Bồ không lên tiếng, một người thờ khác tiếp lời: "Mọi khi nhìn thì vẫn bình thường mà, chỉ là hơi ít nói thôi." "Đúng thế, bình thường đi vệ sinh cũng nói đôi ba câu với chúng tôi mà, không giống là đầu óc có vấn đề." Người thờ nhìn về phía thuyền của Nguyên Ngọ: "Hay là có chuyện gì kích động, hay là chúng ta?" Tên ngốc đập cho hắn một cái. "Tôi chỉ nói bừa thôi," người thờ kia nói, cảm thấy chuyện này kỳ lạ. "Cảm ơn các anh." Lâm Thành Bộ sờ soạn trên người tới một bao thuốc lá nguyên vẹn cũng không thấy, không thể làm gì khác là lấy ví tiền ra. "May nhờ các anh." "Hey." Người thờ nhìn thấy hắn rút ví ra, vội vàng kìm tay hắn lại. "Đừng có tiền nong gì, không cần thế, đừng nói là hàng xóm quen biết lâu như vậy. Cho dù không quen biết thì chúng tôi cũng đều cứu, nguyên tắc của mấy người sống trên thuyền chúng tôi là cứu người." Tên ngốc cũng đẩy đẩy ý bảo hắn về thuyền Nguyên Ngọ đi. "Về đi." Một thợ thuyền khác nói, anh ta bị sặc nước, sau đó cũng chẳng nói chẳng rằng, đã lăn ra ngủ, có về trông nom đi, không nhớ đâu tỉnh dậy lại có chuyện. Lâm Thành Bồ quay trở về thuyền Nguyên Ngọ, lấy thuốc lá ra còn lại trên người giấm rúi đưa cho tên ngốc. Tên ngốc vỗ vỗ vai của hắn, lại ra dấu tay. Lâm Thành Bồ không hiểu ý, cứ tự nhiên hiểu như là tên ngốc khuyên hắn không nên quá lo lắng. "Cảm ơn," hắn đáp. Sau khi tên ngốc đi rồi, hắn mới đi tới bên cửa sổ nhìn vào. Nguyên Ngọ vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu ngủ. Hắn do dự một lúc mới nhẹ nhàng đẩy cửa khoang thuyền bước vào, ngồi xuống bên cạnh người Nguyên Ngọ. Nhìn chằm chằm Nguyên Ngọ mấy phút, hắn không nhìn được nữa, đưa tay đặt trước mũi Nguyên Ngọ thăm dò, cảm thấy được hơi thở mới thu tay lại. "Tại sao anh lại làm vậy?" Lâm Thành Bồ nhìn Nguyên Ngọ thì thầm. "Lúc nào anh cũng hỏi tại sao thế này, tại sao thế kia, bây giờ em cũng muốn hỏi anh là tại sao." Nguyên Ngọ có vẻ ngủ rất say, đương nhiên không thể trả lời hắn. Hắn cũng chẳng trông mong gì vào chuyện Nguyên Ngọ có thể trả lời. Đối mặt với Nguyên Ngọ lúc này, hắn không dám làm bất cứ hành động nào. Lúc nghe được lời kể của những người thợ thuyền kia lại, trong nháy mắt hắn đã hy vọng Nguyên Ngọ có thể quay trở lại trạng thái như trước kia. Cứ trải qua cuộc sống bình thường thế này, không cần có bất kỳ biến hóa nào, có gì thì sẽ là bất chắc. Nhưng có thể trở thành hiện thực sao? Lâm Thành Bồ nhìn Nguyên Ngọ cũng đang nhắm chặt mắt. Nếu như không có động tác từ bên ngoài, Nguyên Ngọ sẽ như vậy cả đời hả? Không thể nào. Trước kia lúc hắn nói với Giang Thừa Phú vì tình trạng của Nguyên Ngọ, đã nói rằng sợ cả đời này Nguyên Ngọ sẽ như vậy. Giang Thừa Phú cũng cười. Cậu ngây thơ quá, không có gì là vĩnh viễn không thay đổi. Cho dù bản thân cậu nghĩ là chẳng có gì thay đổi, nhưng thời gian vẫn đang trôi đó thôi. Mỗi phút mỗi giây thì đều đã khác rồi. Đây là lần duy nhất hắn cảm thấy Giang Thừa Phú nhận mình tốt nghiệp chuyên ngành triết học là không phải nói điêu. Rốt cuộc Nguyên Ngọ đang làm gì? Tinh thần của y đang gặp vấn đề nghiêm trọng thì Lâm Thành Bồ biết, nhưng không ngờ được rằng y bất ngờ muốn tự sát. Là tự sát sao? Lâm Thành Bồ chỉ biết nhíu mày. Hắn không tưởng tượng được Nguyên Ngọ lặn xuống nước như thế nào, lại còn nắm chặt cành ròng dưới đáy sông không buông. Từng giọt hơi lạnh thấm vào xương tủy, ròng rêu ngạt thở, sức hấp dẫn chết người đến từ dòng nước. Những nội dung này lặp đi lặp lại trong câu chuyện của Hình Thiên, nhưng mỗi lần lại là một khác. Mà cái làm hắn sợ nhất là câu chuyện cuối cùng, là câu chuyện cuối cùng Nguyên Ngọ còn chưa viết ra hết. Lâm Thành Bồ bắt đầu hít thở khó khăn, hắn nhẹ nhàng dịch về phía bàn nhỏ bên cạnh với lấy cái máy tính xách tay của Nguyên Ngọ. Máy tính vẫn đang mở, màn hình sau khi sáng lên, Lâm Thành Bồ nhìn thấy bản thảo còn chưa tắt đi. Quyết định lúc sau hay quyết định ban đầu không có gì thay đổi cả. Hắn đi một vòng thật rộng, cuối cùng vẫn trở lại điểm khởi đầu. Chúng ta đang đi tìm cái gì, đang trốn tránh điều gì, không ai có thể nói rõ ràng. Có vẻ con đường đến đích của mỗi người khác nhau, nhưng điểm cuối cùng đều là sự vắng lặng. Những thắc mắc liên quan tới bản thân hoặc là ồn ào hoặc là im mắng, có câu trả lời hay không có câu trả lời, rốt cuộc cũng sẽ không còn ai nhớ đến. Hắn ngồi ở mũi thuyền, dưới chân là nước lạnh ướt át, bảo vậy là lướt trôi xa. Rơi xuống chính là câu trả lời sao? Không ai biết, nhưng ở đây vĩnh viễn không có câu trả lời. Nơi hắn muốn đi mà không đi được, đi đến nơi mà hắn không biết có đến được không.
Hắn bước tiếp, cứ tiến xuống như vậy, cho tới khi không thể tiến thêm được nữa. Chính là ở đây, không quay lại nữa, hắn vươn tay ra tóm lấy những linh hồn nhỏ màu xanh đang nhảy múa rất vui vẻ kia. Lâm Thành Bộ khép máy tính lại, hắn không thở nổi, gồng mình hít sâu, mấy lần rồi rón rén cầm thuốc lá của Nguyên Ngọ ra đuổi thuyền. Khí trời cầu trầm vẫn tốt như vậy, không khí mát rượi rót vào trong phổi mang theo mùi ngai ngái của nước, hơi thở của hắn cũng dần bình ổn trở lại. Những dòng chữ này hắn đã đọc qua rồi, nhưng ngày hôm nay nhìn lại cảm giác đã hoàn toàn không giống lúc trước. Lúc Nguyên Ngọ viết những chữ này xuống, mang theo tâm tình như thế nào, cảm thụ như thế nào, thúc đẩy y làm theo những gì mình viết. Điện thoại di động trong túi gốm vang lên, là tin nhắn của Giang Thừa Phú gửi sang. Sao rồi? Sẽ xong lắm, anh ấy nhảy xuống sông, bây giờ không sao rồi, đang ngủ. Ngủ hả? Cậu hay là cậu ta? Anh ấy. Quả nhiên là phong thái của người pha chế đỉnh nhất của số 18 châu Anh, có gì thì gọi anh. Ừ. Cất điện thoại sang một bên, Lâm Thành Phú ngồi dựa xuống sàn thuyền, rút một điếu trong bao thuốc của Nguyên Ngọ ngầm lên miệng không châm lửa. Nguyên Ngọ mỗi lần ở đây nhìn mặt nước sẽ nghĩ cái gì? Lâm Thành Bộ không biết, cũng không cảm nhận được từ nhỏ tới lớn, cũng chẳng bao giờ để ý việc gì trong bụng quá lâu. Không suy nghĩ nhiều, không biết nhấn nhìn, cũng không nhạy cảm. Trong mắt nhiều người còn là tính loài gây phiền toái chẳng có đầu óc. Có lẽ là di truyền rồi. Lúc cãi nhau với cha mẹ, bọn họ chỉ đơn giản đánh cho hắn một trận rồi gắn gọn cho qua chuyện. Kiểu như người như hắn lại cứ đụng phải người như Nguyên Ngọ. Hắn biết rất nhiều về Nguyên Ngọ, biết đi thích ăn gì, uống gì, biết đi mặc kiểu gì, nghe loại nhạc nào, biết sinh nhật của y, địa chỉ nhà của y, biết chiều cao cân nặng. Nếu không phải không dám đi theo Nguyên Ngọ vào nhà vệ sinh, chắc ngay cả chỗ kia của Nguyên Ngọ như thế nào hắn cũng biết. Chính là kiểu không biết xấu hổ như vậy. Nhưng nói hắn không biết gì về Nguyên Ngọ cũng không sai. Không biết đi trưởng thành như thế nào, không biết trong lòng y nghĩ gì, không biết buồn phiền ra sao, cũng không biết tại sao nhiều lúc tính khí rất tệ, cũng không biết rằng đằng sau những hờ hứng cùng những lo âu là cái gì. Có lẽ dần dần rồi sẽ hiểu, giống như hắn mê màng nhìn Nguyên Ngọ hỗn loạn lâu như vậy, rốt cuộc phát hiện ra Nguyên Ngọ không hẳn là mất trí nhớ, cũng không phải là cố chấp, muốn những câu chuyện viết ra kia xuất hiện ở chỗ nào đó phải xuất hiện. Lâm Thành Bộ không dám suy nghĩ sâu vào điểm này, hắn không biết làm cách nào đối mặt với Nguyên Ngọ, đã không còn là Nguyên Ngọ. Cửa khoang cũng vang lên tiếng động, Lâm Thành Bộ chưa kịp quay đầu đã nhận thấy Nguyên Ngọ từ trong khoang thuyền đi ra. Anh... Lâm Thành Bộ sợ thót mình, điếu thuốc đang ngầm rớt xuống sàn thuyền. Dậy rồi hả? Ừ. Nguyên Ngọ nhìn y cúi đầu nhặt điếu thuốc lên ngầm vào miệng mình. Sao cậu tới đây? Em tới thăm anh. Lâm Thành Bộ lấy bật lửa lên rồi đưa tới trước mặt Nguyên Ngọ, nhìn mái tóc vẫn còn ướt nhẹp của y. Hôm nay em không đi làm. Có cái gì ăn không? Nguyên Ngọ ghé lại gần trầm thuốc. Tôi đói, nhìn thấy cậu là đói. Có ít bánh, nếu anh không thích ăn bánh thì em làm món khác cho anh nhé. Bánh là được rồi. Nguyên Ngọ nhìn hắn. Sắc mặt xấu thế kia, ngủ không ngon hả? Cả đêm nằm mơ. Lâm Thành Bộ xoay người mới nhớ nguyên liệu cùng đồ ăn ở trên xe hết rồi. Hà, bánh ở trên xe em quên mang vào rồi. Đi lấy đi. Đi lấy, nói dễ nghe về cha nội. Không thể cũng không dám. Vừa quay đầu đi ai mà biết anh có nhảy xuống nước vặt bèo rồi đưa đưa dưới đấy luôn không? Lâm Thành Bộ nhìn đi chằm chằm. Anh đi lấy với em. Nguyên Ngọ nhìn hắn như nhìn thằng ngốc. Từ đây đến bến tàu tổng cộng có 27 con thuyền, đi 5 phút về 5 phút, cả đài đầu nó cũng phi như bay. Cậu đi có thế thôi, cũng muốn bắt tôi đi cùng hả? Muốn. Lâm Thành Bộ gật đầu. Em sợ. Nguyên Ngọ nhìn hắn cũng chẳng nói. Lát sau phả một hơi khói nhỏ về phía hắn. Có phải lúc tới đây cậu lại rớt xuống nước rồi không? Không phải. Lâm Thành Bộ cắn môi. Anh đi với em đi. Tại sao? Nguyên Ngọ cảm thấy khó hiểu. Tại... Lâm Thành Bộ muốn nói tại vì em là bạn trai anh nhưng không dám. Hắn không biết chuyện hôm nay của Nguyên Ngọ có liên quan gì tới chuyện hôm qua. Hắn lại dùng Nguyên Ngọ không? Thả anh đói.
Nguyên Ngọ vẫn nhìn hắn, lúc lâu sau mới giơ ngón tay cái lên. Thì sao đúng là không cái được. Lâm Thành Bộ đi sát sau lưng Nguyên Ngọ, quay về bến tàu. Đi được nửa đường, hắn thấy Đài Đầu vẫn còn đang cô đơn ngồi đếm kiến trên bến tàu. Hắn chợt căng thẳng, hắn sợ Đài Đầu thấy Nguyên Ngọ lại kích động hỏi chuyện lúc trước. Bây giờ Nguyên Ngọ không nhắc gì đến chuyện này, Lâm Thành Bộ không đoán ra được là y quên hay không nói. Cũng không biết nếu đề được từ Đài Đầu thì sẽ phản ứng ra sao. Hắn chỉ cố tăng tốc chạy trước Nguyên Ngọ thẳng lên bến tàu. Là tôi đói hay cậu đói vậy chứ? Nguyên Ngọ nói sau lưng hắn. Lâm Thành Bộ cũng chẳng để ý nhảy thẳng tới bến tàu. Đài Đầu cũng đang đứng bên bến chuẩn bị đi gào mồm. Hắn vội nắm lấy mặt Đài Đầu. Bạn nữa không được hỏi chuyện anh Tiểu Ngọ bán sáng nhớ chưa? Anh ấy không muốn nhắc tới, em mà hỏi thì anh ấy sẽ đau lòng, hiểu không? Đài Đầu bị hắn bóp chặt chỉ a được, sau khi hắn thả lòng tay ra mới bổ sung một câu. Biết rồi ạ. Thông minh lắm, sau này chắc chắn là được chuyện lớn. Lâm Thành Bộ vỗ đầu nó. Chú, Đài Đầu dựa chân vào Lâm Thành Bộ kêu, chào buổi sáng. Chào nhóc, Nguyên Ngọ nhảy lên bến tàu, ăn bánh không? Có, Đài Đầu lập tức trả lời. Lâm Thành Bộ vẫn chưa yên tâm đi tới cạnh xe. Lúc mở cửa xe lấy đồ còn nghếch tai lên nghe ngóng hai người bọn họ nói chuyện. Có điều Đài Đầu rất đáng tin, không hỏi gì chuyện bán sáng, tất cả sự chú ý dồn hết vào đồ ăn. Lâm Thành Bộ cầm một túi bánh mì và một túi bánh ngọt nhỏ nhỏ cho nó tròn. Đài Đầu cũng tròn bánh ngọt. Em lấy một cái là được rồi, không cần túi to như vậy đâu, ăn không hết. Hừ, Lâm Thành Bộ xé túi ra lấy một cái cho nó. Đài Đầu ăn một miếng bánh ngọt, gật đầu lên đang định nói chuyện thì giọng mẹ nó vang lên từ thuyền đằng trước. Đài Đầu, về ăn bánh đi. Vâng. Đài Đầu đáp một tiếng, quay đầu lại vẫy vẫy tay với hai người bọn họ, chạy lên thuyền, chạy về phía thuyền nhà mình. Em về nhà ăn đây. Mẹ Đài Đầu đứng ở mũi thuyền nhìn về phía bến tàu một lúc lâu. Lâm Thành Bộ gật đầu với mẹ một cái, sau đó quay về với Nguyên Ngọ. Cậu đến đây từ bao giờ? Được một lúc rồi. Lâm Thành Bộ nói, lúc anh đang ngủ. Hừ. Nguyên Ngọ đáp, đi được mấy bước lại quay đầu. Cậu nói, cậu là bạn trai tôi hả? Lâm Thành Bộ vì câu hỏi bất ngờ này làm cho sợ hết hồn, nhưng vì phải giữ sự đồng bộ từ trước tới giờ nên hắn ầm ừ qua loa một tiếng. Sao những lần trước đến lại không nói? Nguyên Ngọ tiếp tục đi về phía trước. Em không dám. Lâm Thành Bộ nói câu này là thật, hắn nào có dám. Nguyên Ngọ cũng chẳng hỏi thêm, quay về trên thuyền, lấy lon coca ngồi xuống đuôi thuyền, với tay lấy bánh mì chuẩn bị ăn. Không có cái khác uống hả? Kiểu như sữa bò, anh đánh bọt sữa cũng không cần dùng sữa hả? Lâm Thành Bộ nói, sáng sớm ngày ra thì đã từng uống coca. Hết rồi, tối hôm qua hình như tôi không ngủ, uống mấy cốc cà phê, đánh bọt sữa hết luôn rồi. Anh không ngủ hả? Lâm Thành Bộ ngồi xuống bên cạnh y, hình như... Hừ, Nguyên Ngọ cắn một miếng bánh mì. Có những lúc tôi không phiền phân biệt được là mơ hay là thực. Lâm Thành Bộ cũng chẳng lên tiếng, nhớ lại dáng vẻ Nguyên Ngọ đêm khuya đứng ở đuôi tàu khóc lóc, chỉ có lần đấy hay là thường xuyên như vậy. Không biết, nhưng nhớ lại dáng vẻ ngày đó của Nguyên Ngọ rất bất lực. Nếu như hắn không tìm thấy Nguyên Ngọ như vậy có phải sẽ mãi như vậy, một mình khóc dưới đêm mưa như chút nước. Cậu từng đọc tiểu thuyết của tôi hả? Nguyên Ngọ hỏi. Đọc rồi, đọc qua một ít à? Lâm Thành Bộ ngừng dòng suy nghĩ, nghĩ kỹ lại rồi nói thêm cho rõ. Em không phải độc giả của anh cũng không ký tên sách cho anh. Đúng rồi, có xem qua. Nguyên Ngọ vẫn nghĩ, còn đọc ra được nội dung cơ mà. Lâm Thành Bộ phát hiện Nguyên Ngọ lại bỏ quên chi tiết lúc hắn đọc ra nội dung kia, thì chưa nghĩ đang chưa tới phần đó. Không phải cậu từng nói... Nguyên Ngọ nhấp một hớp coca, cậu bị bệnh. Em chưa từng nói là ai nói em bị bệnh thôi. Lâm Thành Bộ nói, em chỉ nói em là quỷ. Hừ, nhớ rồi. Nguyên Ngọ nhìn ra có vẻ rất bình tĩnh, cắn một miếng mì rồi quay sang nhìn hắn. Tại sao cậu phải tiến mấy con quỷ xếp hàng đằng trước đi? Em... Lâm Thành Bộ nhắm mắt lại hít một hơi dài. Em muốn anh tìm được quá khứ, nhưng quá khứ có em trong đó. Là vậy sao? Nguyên Ngọ cúi đầu nhét nốt miếng bánh mì vào trong miệng,
nhìn chằm chằm lon nước ngọt trên sàn thuyền cũng chẳng nói câu nào. Lâm Thành Bồ nhìn sườn mặt của y, không đoán được người đang bình tĩnh là thường trước mắt này có phải Nguyên Ngọ hay không. Sám vẻ và cách nói chuyện của hắn đều quen thuộc, vừa lãnh đạm vừa hờ hứng, dường như không sợ hãi hay tỏ ra bất cứ thứ gì. Nhưng nội dung của cuộc nói chuyện vẫn là tình trạng trước đây. Những quá khứ đấy rất quan trọng hả? Nguyên Ngọ hỏi. Quan trọng, cực kỳ quan trọng. Đối với cậu hả? Nguyên Ngọ liếc qua y. Đối với anh cũng vậy, con người ta sống cả đời cho dù không cần điều gì, ít nhất cũng phải nhớ chính bản thân mình. Nguyên Ngọ cầm lon coca giơ về phía hắn, có lý lắm. Sau đó cả một quãng thời gian dài yên lặng, Nguyên Ngọ không nói thêm gì mà Lâm Thành Bồ cũng không biết nói gì, chỉ đành im lặng cầm một cái bánh mì ăn. Cuốn tiểu thuyết kia... Nguyên Ngọ sau khi ăn xong ba cái bánh thì mới mở miệng, tôi sắp viết xong rồi. Nhanh vậy sao? Lâm Thành Bồ đáp, những lời này của Nguyên Ngọ khiến hắn căng thẳng, tiểu thuyết sắp viết xong rồi, so với tiểu thuyết trước của Hình Thiên, cái này chỉ mới tính là một phần ba, chẳng qua là phần mở đầu của một câu chuyện mà thôi. Nhưng Nguyên Ngọ lại nói sắp xong rồi. Lâm Thành Bồ biết tại sao lại sắp viết xong, bởi vì sau đó không còn nữa. Tất cả câu chuyện cho dù kết thúc hay không đều chỉ có tới đây. Nguyên Ngọ nói, không viết nổi nữa, biên tập muốn cầm dao thịt tôi rồi, đúng là kiểu đồ voi đuôi chuột mà. Không viết tiếp được thì đừng viết nữa, Lâm Thành Bồ nói. Cái nào cảm thấy thoải mái thì làm, nhiều tác phẩm đầu vòi đôi chuột như vậy, ai cũng thịt từ tới sang năm cũng chưa tới lượt anh đâu. Nguyên Ngọ nhìn hắn rồi bật cười, cười rất vui vẻ. Lâm Thành Bồ nhìn ra được Nguyên Ngọ lúc này đang thả lỏng, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn hai chương nữa thì mới xong. Nguyên Ngọ nói, tôi hẹn giờ rồi, đến giờ là đan chương mới. Hừ, Lâm Thành Bồ cũng gật đầu. Thử xem, Nguyên Ngọ phủi 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 bánh mì. Tôi có thời gian. Thử cái gì? Lâm Thành Bồ ngẩn người. Thử xem có tống cậu đi đầu thai được không? Nguyên Ngọ ngửa cổ uống sạch lon coca rồi bóp nó méo xẹo. Từ con đầu tiên đi. Hôm nay thì mình sẽ đọc hai tập 16 và 17 trong một video này để các bạn thuận tiện theo dõi. Thực ra thì mình cũng lười dựng hai video vì không có nhiều thời gian hôm nay lắm. Tới đây thì cũng sắp đi được một phần ba câu chuyện rồi mà câu chuyện nó vẫn chưa rõ ràng mạch truyện với lại tình tiết câu chuyện. Hy vọng là sẽ có nhiều sự hấp dẫn ở phía sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại ngày mai. Bye bye!